Trên lĩnh vực hạ tầng giao thông, thưa quý vị khán giả, tỉnh Đồng Nai hiện đang có hàng loạt dự án trọng điểm được đồng thời triển khai xây dựng, trong đó đa phần là dự án giao thông. Sau một thời gian bị chậm tiến độ, địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để bứt phá tiến độ thực hiện các dự án. Tuyến kè đường ven sông Đồng Nai có tổng chiều dài 5,2 km được đầu tư với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Tổng vốn đầu tư của dự án đường ven sông Đồng Nai là gần 1.300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 473 tỷ đồng và hơn 700 tỷ đồng giải phóng mặt bằng. Dự án được khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2023, nhưng đến nay vẫn đang rất ngổn ngang. Trong khi đó, dự án xây dựng bờ kè sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 613 tỷ đồng. Dự án được khởi công cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thế nhưng đến nay dự án đạt khoảng 75% khối lượng công trình. Còn vướng những trong cái đoạn mà đơn vị thi công vướng 4 5 hộ dân vẫn chưa được giải phóng mặt bằng thì cũng kính mong các chủ tư cũng như cơ quan ban ngành giải quyết mặt bằng để chúng tôi hoàn thiện cái tuyến kè này. Trước tình hình này, từ ngày 15 tháng 2 đến nay, đơn vị thi công công trình trọng điểm bờ kè sông Đồng Nai đã khẩn trương huy động máy móc, nhân lực thi công trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm mùa khô thuận lợi cho thi công. Đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu những đoạn đã có mặt bằng. Nếu sớm được bàn giao xong phần mặt bằng còn lại trong quý 1 này, đơn vị sẽ hoàn thành thi công, bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư, đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2024. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì bắt đầu từ ngày mùng 6 âm lịch thì các đơn vị đã huy động là nhân lực, máy móc để mà triển khai thi công đồng bộ các cái khu vực để mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công công trình. Tại thành phố Biên Hòa nơi tập trung chín dự án trọng điểm, trong đó có các dự án như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cầu Thống Nhất, đường ven sông Cái, Hương lộ 2 cũng đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Do đó, thành phố Biên Hòa cùng các ngành và địa phương liên quan đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình ngay từ đầu năm 2024.